Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại thay bơm trợ lực cho con Camry. Con này phiên bản 2007 này, hay là gọi là 2007 và 2010. Tức là dòng Camry 2.4 này nó gần như là bơm trợ lực nó sẽ lắp chung nhá. Con này hiện tượng nó bị lặng lái. Đây, bơm nó nằm đằng sau này. Bơm trợ lực mới luôn. Bơm mới nhá. Bơm muốn mới các bạn. Bơm mới nó đầy đủ, có cả cái này nó van van xả áp ấy, van đường hồi đấy. Mới 100% luôn. Các bác có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0856727222 hoặc là hỗ trợ lắp đặt theo số điện thoại đấy luôn các bạn nhé. Con dòng Camry này là nó bị hiện tượng, con này hiện tượng là lái nó lặng, khi mình vào cua mình trả lái nó không trả nhé. Đấy, cái con này nó là vị trí này. Bấm trở lực này. Máy tiếp trên. Con này nó